Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lăng Nghiêm Đại Định. Vì sao chú Lăng Nghiêm có nhiều điều tốt đẹp như vậy? Bởi vì niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể nhập Lăng Nghiêm Đại Định. Lăng Nghiêm Đại Định này không phải là định mà cũng chẳng phải không định, song không lúc nào là chẳng định. Vô định, vô bất định, vô hữu bất định thời. Cho nên nói rằng, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là, na già tức là rồng, lúc nào cũng ở trong định, không bao giờ chẳng định. Lăng Nghiêm Định là định hết sức kiên cố, phát sinh ra vô lượng trí huệ, các thứ thiên ma ngoại đạo không thể nào phá hoại nổi. Nhưng nhập định để làm gì? Ví như tới Disneyland vậy, nơi đó có đủ trò vui, đồng thời cũng có đủ trò kinh dị. Mình sẽ thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe. Cũng vậy, khi nhập định, mình sẽ trải qua những cảnh giới chưa từng thấy hay nghe qua. Nếu như trong định mà như như bất động, liễu liễu thường minh, không bị cảnh giới làm cho dao động, thì mình có thể xoay chuyển tất cả cảnh giới. Đó chính là sự kỳ diệu khi nhập Lăng Nghiêm Định. Không có Lăng Nghiêm Định thì mình sẽ tùy theo cảnh giới mà xoay chuyển. Cái gì lại thì mình chạy theo cái đó, luôn luôn bị cảnh giới dắt dẫn. Khi mình có Lăng Nghiêm Định này thì mình không còn bị cảnh giới xoay chuyển nữa. Mắt mình nhìn hình sắc mà bên trong tâm không có rung động. Tai mình nghe tiếng nhưng trong lòng không bị lôi cuốn theo. Khi thấy việc gì xảy ra mà mình tỉnh giác thì sẽ ra khỏi vòng phiền trược. Nhưng nếu gặp việc mà mê muội không tỉnh giác thì mình sẽ rớt vào vòng luân hồi. Ở trong định mình có thể phát sinh vô lượng trí huệ, cho nên nói rằng định sinh huệ. Nếu không nhập định thì không thể khai được trí huệ, cũng giống như chưa tới Disneyland thì không biết trong đó có gì. Cho nên, có một vị cư sĩ mời tôi đi Disneyland chơi, muốn tôi coi đây coi đó, họ cho rằng tôi chưa từng thấy qua những chuyện đó bao giờ. Thật ra những hình sắc hay tất cả những đồ vật đều không có gì đặc biệt cả. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã thấy qua không biết bao nhiêu thứ, không biết bao nhiêu chuyện nữa, bất quá mình đã nhìn qua rồi quên mất đi. Nếu như mình nhớ được một cách rõ ràng thì không cần phải coi lại làm gì nữa.